Xin chào các bạn. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cùng móc những bông hoa hồng như thế này với hai loại hoa hồng màu trơn hoặc hoa hồng với màu ombre. Ngoài ra thì có hai kiểu cánh cụp và cánh mở. Mình sẽ hướng dẫn chi tiết trong video này. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu thế nào? Đối với bông hồng có 3 màu thì chúng ta sẽ sử dụng len màu xanh để làm lá và thân. Tiếp theo là len màu trắng, màu hồng đậm và màu hồng nhạt như thế này. Còn đối với bông hồng màu đỏ thì chúng ta sẽ sử dụng len màu xanh và len màu đỏ như thế này nhé. Ngoài ra bạn sẽ sử dụng một sợi kẽm như thế này và một sợi kẽm nhỏ này nữa. Phần này chúng ta sẽ sử dụng để nẹp lá. Còn ở đây thì để sử dụng làm cành của hoa, các bạn sẽ sử dụng kim móc 3mm hoặc 2.5mm như thế này. Ngoài ra thì chúng ta nên có dụng cụ là súng bắn keo như thế này nữa. Và để cắt kẽm thì các bạn sẽ có một chiếc kìm như thế này nhá, hoặc là một chiếc kéo thật là khỏe. Chúng ta cùng bắt đầu nha. Đối với hoa có 3 màu như thế này, cách làm cũng tương tự với hoa màu đỏ. Tuy nhiên thì hoa màu đỏ thì chúng ta không cần chuyển màu, còn hoa màu hồng thì chúng ta sẽ có một bước chuyển màu nho nhỏ ở gần cuối. Thế nên mình sẽ hướng dẫn các bạn làm hoa chuyển màu và các bạn cũng sẽ làm tương tự với hoa một màu đỏ nhé. Đối với phần hoa thì mình sẽ sử dụng kim móc 3mm. Chúng ta bắt đầu với màu trắng. Đầu tiên thì các bạn sẽ cùng tạo một nút thắt như thế này. Sau đó lên 50 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5. Sau khi lên được 50 mũi móc xích rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu từ chân mũi thứ hai, bỏ qua chân mũi đầu tiên này. Bắt đầu từ chân mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc 49 mũi móc đơn, một đánh dấu lại. Cứ như vậy cho đến cuối để đạt 49 mũi móc đơn. Và cuối cùng là 49. Tháng tiếp theo thì chúng ta sẽ lên 5 mũi móc xích. 2, 3, 4, 5. Tiếp tục chúng ta sẽ quay lại đây và chúng ta móc một mũi móc kép đơn tại chính chân mũi chúng ta vừa lên đó. Đó, móc một mũi móc kép đơn như thế này. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ bỏ qua hai chân mũi này, móc từ đây. Đó, chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn vào đấy nữa. Được một, tiếp tục chúng ta lên hai mũi móc xích và móc một mũi kép đơn vào đúng chân mũi vừa xong. Đó, tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi kép đơn ở chân mũi tiếp theo, bỏ qua hai chân mũi. Rồi, tiếp tục lên hai mũi móc xích và móc một mũi kép đơn vào đây luôn. Cứ làm như thế cho tới cuối, chúng ta sẽ lặp đi lặp lại là 16 lần. Một lần ở đây này, hai, tiếp tục lần thứ ba. Tiếp tục lên hai móc xích, cho vào đây. Tiếp tục bỏ qua hai, móc vào chân mũi này. Rồi hai móc xích, rồi bỏ vào đây. Cứ làm như thế. Đến đây chúng ta chỉ còn cách ra hai chân mũi này và chân mũi cuối cùng. Chúng ta tiếp tục một mũi móc kép đơn này, qua, qua, sau đó lên hai bính, rồi tiếp tục móc chính vào chân mũi đó. Như thế này là xong. Tiếp tục chúng ta sẽ lên ba mũi móc xích, một, hai và ba. Chúng ta tiếp tục quay lại. Ba mũi móc xích này chúng ta sẽ móc vào những cái chân mũi to này nha. Các bạn sẽ thấy sẽ có hình V như này, hình V như này, các cái chân to này.
thì chúng ta sẽ móc ở đây. Đầu tiên là một mũi kép đơn, sau đó lên hai mũi móc xích, tiếp tục hai mũi kép đơn vào đây. Thế là xong ở chân mũi đầu tiên. Sang chân mũi thứ hai chúng ta bắt đầu nha. Một mũi kép đơn này, một mũi kép đơn nữa là hai. Tiếp tục chúng ta lên hai mũi móc xích, rồi chúng ta lại vào đây hai mũi kép đơn, một, hai. Như thế sẽ có bốn mũi kép đơn ở đây và hai mũi móc xích ở giữa này. Tiếp tục sang đến cạnh to tiếp theo, chúng ta hai mũi kép đơn này, một, hai, lên hai mũi móc xích và hai mũi kép đơn, một, rồi tiếp tục hai mũi kép đơn ở cạnh tiếp theo, một này, hai, tiếp tục lên hai mũi móc xích và lại hai mũi kép đơn, rồi chúng ta cứ làm như vậy ở các chân mũi chữ V như thế này cho đến hết để hoàn thành hàng này nha. Mình đã móc đến đây và còn một chân cuối thôi, chúng ta tiếp tục hai mũi móc kép, một này, hai, sau đó lên hai mắt xích và kết thúc cũng bằng hai mũi móc kép đơn. Xong tiếp tục chúng ta sẽ lên một mũi móc xích và quay đầu lại, bắt đầu với hàng tiếp theo. Hàng tiếp theo thì chúng ta sẽ móc cứ 8 mũi móc kép đơn vào cái chân to này, sau đó chúng ta sẽ trượt ở chân nhỏ này, rồi tiếp tục lại 8 đơn ở chân to tiếp theo và rồi lại trượt ở chân tiếp theo. Chúng ta cứ làm như thế cho tới hết. Tuy nhiên thì chúng ta sẽ làm 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 đoạn này là màu trắng, sau đó chuyển dần 1, 2, 3, 4, 5, 6 phần này là màu hồng nhạt, và cuối cùng 1, 2, 3, 4 là màu hồng đậm. Chúng ta sẽ bắt đầu với màu trắng trước nha. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Tiếp tục chúng ta sẽ móc một mũi trượt vào đây, rồi tiếp tục lại 8 mũi kép đơn vào đây. Một, hai, ba, bốn, năm, sáu, bảy, tám. Chúng ta lại trượt như thế này và cứ như vậy cho tới khi được 7 cánh màu trắng. Đến đây chúng ta đã móc được 7 cánh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sau đó chúng ta sẽ đổi màu len và đổi len sang màu hồng. Màu hồng thì các bạn sẽ đặt ở phía dưới này. Sau đó chúng ta kéo sợi len này lên, đặt như này nha, kéo sợi len này lên, trượt qua đây luôn, rồi kéo thật chặt lại, rồi tiếp tục chúng ta sẽ móc màu hồng 8 mũi kép đơn vào đây. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sau đó trượt vào đây này, trượt vào lỗ nhỏ, rồi tiếp tục với cánh tiếp theo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
sau đó lại trượt vào đây. Rồi, tiếp tục chúng ta làm thêm 4 cánh nữa, 1, 2, 3, 4 để đạt 6 cánh. Tới đây mình đã móc được 6 cánh màu hồng nhạt, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sau đó tiếp tục mình chuyển sang màu hồng đậm. Chúng ta sẽ cắt sợi ở đây. Màu hồng đậm thì chúng ta tiếp tục giấu sợi len ở bên dưới như thế này. Chúng ta cứ để bên dưới để giấu cho đến hết nhá. Bắt đầu kéo sợi len màu hồng đậm này lên. Rồi chúng ta sẽ trượt qua chân mũi này. Và chúng ta sẽ tiếp tục với các cánh còn lại. Chúng ta sẽ móc 8 này. Hãy cứ giữ ở dưới này. Đó. Để giấu sợi luôn. 1 2 3 4 5 6 7 8. Tiếp tục chúng ta trượt một chân mũi vào đây. Rồi, lại tiếp tục 8 ở đây, 8 8. Sau khi móc đến cạnh cuối này rồi, chúng ta sẽ được 4 cánh màu hồng đậm. Thì chúng ta sẽ móc thêm 5 mũi kép đơn vào cùng chân mũi này nữa. 1 2 3 4 5. Đến đây chúng ta sẽ trượt một chân mũi vào cái chân mũi đầu tiên ở đây. Đó. Trượt vào đây. Sau đó kéo qua. Cắt sợi đi. Rút ra. Như thế là chúng ta đã xong cái phần cánh hoa như thế này. Chúng ta sẽ có một cái phần cánh đổi màu như thế này. Còn nếu như các bạn làm bông hồng màu đỏ thì chúng ta sẽ không cần đổi màu. Và cứ thế làm từ đầu cho tới cuối như thế này nha. Đối với phần cuống hoa thì mình sẽ sử dụng len màu xanh và kim móc 2.5mm. Các bạn sẽ để dài sợi ra một chút để phần thừa chúng ta sẽ để cuốn cành của hoa luôn. Chúng ta sẽ làm một nút thắt. Nút thắt như thế này. Sau đó chúng ta sẽ lên 5 mũi móc xích. 1 2 3 4 5 mũi móc xích. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ trượt vào chân mũi đầu tiên, là chân mũi từ đầu này. Một mũi trượt như thế này. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ lên 3 mũi móc xích. 1 2 và 3. Rồi chúng ta sẽ móc 10 mũi kép đơn vào trong cái phần lỗ to này nha. Giống như lỗ của vòng tròn ma thuật đó. Chúng ta sẽ làm 10 lần. 1 này, đánh dấu lại. 2 này. 3 4 5 6 7 8 9 10. Rồi, khi mà được 10 mũi đó rồi thì chúng ta sẽ trượt một mũi vào cái mũi đầu tiên này. Trượt vào đây. Rồi, sau đó thì chúng ta lên 3 mũi móc xích. Sau khi lên 3 mũi móc xích rồi thì chúng ta móc một mũi kép đơn vào chính chân mũi đó. Rồi tiếp tục thì chúng ta sẽ móc cứ mỗi chân này sẽ có 2 mũi kép đơn. 1 này. 2. Cứ như thế cho tới cuối. 1 2 Đến đây là xong thì chúng ta sẽ trượt một chân mũi vào cái chân mũi đầu tiên.
Rồi tiếp tục chúng ta sẽ lên một bính, một mũi móc xích, và chúng ta sẽ móc từ chính chân mũi đó một mũi đơn từ các chân mũi tiếp theo, mỗi chân mũi một là để được tất cả là 4, 2 này, 3, 4 này. Sau đó chúng ta sẽ lên hai mũi móc xích, quay lại móc ở chân mũi bên cạnh nha, không móc ở chân mũi này, mũi bên cạnh. Một kép đơn này. Hai kép đơn và cuối cùng là ba kép đơn. Tiếp tục chúng ta lên hai mũi móc xích, móc vào tiếp theo. Một, hai. Tiếp tục chúng ta lại lên hai móc xích. Tiếp theo chúng ta lại móc vào chân mũi còn lại. Chỉ còn một chân mũi thôi. Rồi, hết rồi thì chúng ta sẽ lên một mũi móc xích còn kéo. Chúng ta sẽ được một nhánh của phần cuống hoa. Phần sợi dư này thì chúng ta sẽ giấu sợi vào chính phần cuống đó. Sau đó chúng ta sẽ giấu tiếp theo vào phần cạnh của nó thì nó sẽ không bị lộ. Còn dư nhiều thì ta sẽ cắt đi. Như vậy là chúng ta đã được một cạnh nha. Tiếp tục làm với các phần còn lại để được tất cả 5 phần cạnh của cuống. Chúng ta sẽ đưa len vào đây, giữ ở đây, ở phần cạnh bên cạnh này. Sau đó lên, chúng ta lên một móc xích như thế này. Và bắt đầu tại chân mũi đó luôn, chúng ta sẽ móc một đơn này. Tiếp tục 2, 3, 4 này. Tiếp tục lên 2 mũi móc xích, quay lại, móc vào chân mũi bên cạnh. Một mũi kép đơn này. Tiếp tục chân mũi nữa, 2 kép đơn. Cuối cùng 3 kép đơn. Chúng ta lên 2 mũi móc xích này. Tiếp tục vào mũi bên cạnh. 1, 2. Tiếp tục chúng ta lên 2 mũi móc xích, quay lại, móc vào chân mũi bên cạnh. 1 mũi kép đơn. Rồi chúng ta sẽ làm 1 mũi móc xích và cắt sợi. Tiếp tục giấu sợi. Rồi làm như thế 3 lần nữa, chúng ta sẽ được tất cả là 5 cánh của cuống hoa. Như vậy là ở đây mình đã làm được phần cuống hoa với 5 cánh như thế này. Tiếp tục chúng ta sẽ cùng chuyển sang làm lá của hoa. Các bạn sẽ bắt đầu với một nút thắt như thế này. Và chúng ta sẽ lên 10 mũi móc xích. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 và 10. Tiếp tục chúng ta sẽ bắt đầu bỏ qua chân mũi đầu tiên, bắt đầu từ chân mũi thứ hai này. Chúng ta sẽ móc một mũi móc đơn ở đây, rồi đánh dấu lại. Chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép như thế này ở chân mũi tiếp theo nha. Kéo qua cả ba, chúng ta được mũi nửa kép. Tiếp tục sẽ đến một mũi kép đơn. Tiếp tục ở chân mũi tiếp theo, chúng ta sẽ móc hai mũi kép đôi vào đây. Mũi kép đôi là chúng ta sẽ vòng qua hai vòng dây. Rồi, chúng ta sẽ cho vào chân mũi tiếp theo và đưa len qua một lần này. 2 và 3, chúng ta được 1 này. Một mũi nữa vẫn vào chân mũi đó luôn. 1, 2 và 3.
Chân mũi tiếp theo thì chúng ta sẽ móc một mũi kép đôi như thế này. Rồi tiếp tục đến chân mũi tiếp theo này, chúng ta sẽ móc hai mũi kép đôi. Một này. Hai. Rồi tiếp tục chúng ta sẽ đến một mũi kép đơn ở chân mũi tiếp theo bên cạnh. Một này. Rồi đến một mũi nửa kép ở chân tiếp theo. Qua ba như thế này. Chúng ta chỉ còn một chân mũi cuối này thì chúng ta sẽ móc 3 mũi đơn ở chân cuối cùng. 1 2 và ở đây là 3. Khi mà được 3 ở chân mũi đó rồi, chúng ta đến chân mũi bên cạnh. Tiếp theo, chúng ta sẽ móc một mũi nửa kép như thế này vào chân mũi tiếp theo. Đồng thời các bạn sẽ giấu sợi này luôn nha. Luồn qua cả ba, chúng ta được một mũi nửa kép. Rồi tiếp tục chúng ta đến chân mũi tiếp theo, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân mũi tiếp theo nữa, móc hai mũi kép đôi như vừa nãy. Một, hai và ba. Đến chân mũi tiếp theo chúng ta móc một mũi kép đôi. Đây. Rồi chân mũi tiếp theo lại hai mũi kép đôi. Một này. Tiếp tục chân mũi này là một mũi kép đơn. Rồi chúng ta đến một mũi nửa kép. Tiếp tục với một mũi đơn. Tiếp tục chúng ta sẽ trượt vào mũi ban đầu, một mũi trượt. Đó, chúng ta đã được hình một chiếc lá để cho chiếc lá này có độ cứng hơn. Thì chúng ta sẽ lấy một phần kẽm với độ dài khoảng 20cm nha. Và tiến hành đặt kẽm ở phía dưới. Bẻ cong lên một chút ạ. Đây, sau đó ta sẽ móc một mũi đơn vào chân mũi, chính chân mũi vừa trượt xong. Một này. Tiếp theo, ta sẽ lên hai mũi móc xích, móc mũi đơn vào chân mũi tiếp theo. Rồi lại lên hai mũi móc xích, lại móc mũi đơn vào chân mũi bên cạnh. Rồi lại hai xích vào chân bên cạnh. Cứ như thế cho tới cuối. Tới cuối này rồi thì chúng ta sẽ trượt một mũi vào đây. Sau đó lên một mũi móc xích nữa và kéo ra. Chúng ta sẽ kéo một đoạn. Đây, chúng ta đã được một chiếc lá như thế này.
phần còn lại các bạn sẽ gắn vào đây và dính keo lại. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tiến hành hoàn thiện bông hoa hồng. Những cái phần dư này thì chúng ta sẽ cắt đi. Cây kẽm như thế này. Các bạn sẽ bẻ cong phần đầu này một chút. Cong như thế này là được. Sau đó chúng ta sẽ đặt vào đây. Sau đó nếu như mà các bạn muốn làm phần cánh xòe như cái hình ở trên này thì chúng ta sẽ cuốn theo chiều này để cánh sẽ có một cái độ xòe như thế này nha. Còn nếu như mà làm bông hồng cụp thì chúng ta sẽ cuộn theo chiều ngược lại như thế này để các cánh có độ cụp vào với nhau. Mình sẽ tiến hành cuốn cụp lại. Chúng ta sẽ dán từng đoạn một. Tiếp theo mình sẽ làm phần cuống lá thì mình sẽ cho phần dây này xuống dưới. Sau đó cho vào đây và tiến hành cho keo vào. Ở đây thì các bạn sẽ giữ một lúc để cho keo khô nha. Chúng ta sẽ được phần hoa như thế này. Tiếp theo thì chúng ta sẽ bổ sung cuốn len vào phần cuộn và bổ sung lá nữa để có thể hoàn thành. Mình sẽ cuốn phần len vào phần cành như thế này. Thỉnh thoảng mình sẽ cho keo vào. Đến đây thì mình sẽ cho lá vào. Đó, mình gắn một chút keo vào cho chắc chắn. Với phần tiếp theo thì mình sẽ để chiếc lá có phần cuống dài ở phía dưới này. Và sẽ tiếp tục bổ sung len để cuốn đến hết nha. Đến cuối này thì chúng ta sẽ gắn keo. Như vậy mình và các bạn đã hoàn thành xong một bông hoa như thế này. Tương đối là dễ thương phải không nào? Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.